Ngày hôm nay sinh nhật con trai. Là chúng ta chưa biết đến đâu, hay đổi là chưa biết. Làm nguyên một con gà đá luôn, thấy không? Loại này nướng ngon lắm. Ừ, đó. Có cả ca sĩ hôm về nữa, đây. Ca sĩ, hôm nay đầy đủ lắm. Hôm nay làm sinh nhật con. Còn đây là khách mời của VT3. Đó. Đó. Ở đó, ai vào trong phải không? Thì...